Hello xin bạn, chào mừng bạn đến với hệ thống máy tính shop là 0937 797904. Thì máy tính shop là chuyên cung cấp những dòng sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam nữ nha bạn, đặc biệt về thuốc kích dục nè. Thì bên mình sẽ có rất là nhiều loại các bạn, từ dạng nước, dạng viên, thuốc kích dục, nước hoa kích dục hay là các dòng sản phẩm tinh dầu kích dục ha, đậm đặc hơn. Thì các bạn có thể liên hệ với mình, bên mình sẽ tư vấn cho bạn có cả dòng sản phẩm của nam và nữ ha. Thì hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái chai set filter này. Cái dòng này thì là thuốc kích dục dạng nước, không màu, không mùi, không vị, thuốc kích dục nữ nha. Khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần bỏ nửa chai này vào trong nước uống, nước ngọt, nước ép trái cây, bất cứ kể cái loại thuốc uống gì đều được nha. Nó sẽ hòa tan rất là nhanh, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, nên trong quá trình sử dụng thì nó sẽ kích thích người phụ nữ rất là nhiều. Và khi bạn sử dụng á thì nó sẽ hiệu quả nhanh nè, an toàn nè, kín đáo nè, không gây rất là khó phát hiện ha. Và hiệu quả sau từ 8 đến 10 phút, người phụ nữ sẽ cảm thấy nôn nao rạo rực trong người, ham muốn tình dục rất là nhiều, chủ động hơn trong một việc quan hệ. Khi quan hệ thì cực kỳ là sung và cảm giác thỏa mãn khi mà quan hệ ha. Từ đó là đặc biệt là những cái bạn nữ nào bị lãnh cảm với chuyện tình dục á, không ham muốn tình dục nhiều, thì các bạn có thể lấy lại được cảm giác ham muốn. Và từ đó là các bạn sau này các bạn không sử dụng thuốc kích dục nữa, nhưng mà người phụ nữ vẫn quan hệ rất là sung và rất là chủ động trong cái quan hệ luôn. Set filter này các bạn chị, một chai này sẽ sử dụng được 2 lần. Các bạn mỗi lần các bạn uống, cho người phụ nữ uống nửa chai ha. Chỉ cần đầy đủ liều lượng thì cái chị em phụ nữ chắc chắn sẽ bị kích dục và tác dụng khá là nhanh, từ 8 đến 10 phút sau khi quan hệ, sau khi uống ha. Và nếu các bạn trong trường hợp các bạn không quan hệ thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là cơ thể người phụ nữ sẽ trở lại trạng thái bình thường, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Cái dòng sản phẩm này là thuốc kích dục an toàn và một cái hộp của nó như thế này. Thì khi các bạn sử dụng, các bạn nhất là các bạn đặt hàng với mình thì các bạn có thể kiểm tra nè, mã vạch nè, số lô ngày sản xuất nè, hạn sử dụng nè, đầy đủ, có hướng dẫn sử dụng ha. Dòng sản phẩm này của Mỹ nha các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Dòng sản phẩm này thì tác dụng nhanh mạnh, khó phát hiện ra, rất là các bạn có thể sử dụng một cách kín đáo. Và trong quá trình sử dụng thì các bạn phải nắm bắt những cái dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục ha. Bởi vì khi mà chị em phụ nữ bị kích dục á thì họ cảm thấy rất là ham muốn, nhưng mà họ sẽ kiềm chế và người đàn ông lúc đó phải chủ động gạ tình, gạ gẫm họ hay là chủ động khiêu khích họ, thì chị em phụ nữ rất là dễ đổ trong cái chuyện này và dẫn đến là các bạn có thể quan hệ và tăng thêm phần tình cảm. Nhất là nếu các bạn nam giới sử dụng với người yêu ha, còn nếu mà sử dụng với vợ của mình thì dễ dàng rồi, thì cho chị em phụ nữ uống thôi. Set filter này thì một chai sử dụng được 2 lần nè. Đó, giá hàng này là hàng Mỹ cao cấp nha các bạn, nên các bạn yên tâm. Nhưng mà giá thành bên mình bán rất là hợp lý luôn cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Liên hệ số line 0937 797904, bên mình báo giá, hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo để mình tư vấn hỗ trợ cho các bạn trong cái việc sử dụng sản phẩm ha. Thì máy tính shop hôm nay xin giới thiệu thêm cho bạn về chai xịt chống sinh sớm Tup 100. Tup 100 này là hàng của Anh Quốc nha các bạn. Một chai như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 20 đến 25 lần quan hệ. Mỗi lần các bạn chỉ cần xịt từ 2 đến 3 hơi trên phần đầu dương vật thôi, ngay phần dây chằng nha. Nơi đây thì tập trung rất nhiều dây thần kinh nè, cảm giác trong quá trình quan hệ á. Những cái bạn nam giới bị xuất tinh sớm thì là nguyên nhân là do bị kích thích quá mức khi mà các bạn quan hệ. Chỉ cần hơi sướng nhẹ, hơi là kích thích quá mức thôi là các bạn cảm giác là muốn xuất tinh rồi. Thì trong cái thành phần của chai xịt này có cái thành phần là lidocaine nè, 9,6%. Khi bạn sử dụng, các bạn xịt lên đầu dương vật á thì nó sẽ làm giảm bớt cái cảm giác cảm giác hưng phấn tột độ và các kích thích quá mức. Từ đó là các bạn có thể quan hệ lâu ra, chống lại tình trạng xuất tinh sớm và tự tin trong cái quan hệ, làm chủ được cái thời gian quan hệ luôn. Dòng sản phẩm này là sử dụng ngoài da rất là an toàn ha. Hãy liên hệ ngay số line 0937 797904, bên mình tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn. Giao hàng toàn quốc trong 3 ngày. Mọi thông tin đảm bảo mật, giao hàng tuyệt đối kín đáo, an toàn, bảo mật thông tin khách hàng, và các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.